Dạ Phương Mai, Chích Choè Bông xin chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, thì hôm nay em tiếp tục về một cái lô giảo Thủ Đức giá 190.000, loại này liền có 4 mùa cả nhà. Đó, cây của nó thì thật sự rất là đẹp luôn nha, củ đồ, củ cốt đồ rất là to ha. À đây nè cả nhà, đó, như thế này nha. Đây, nụ thì thôi đang tạo nụ rất là nhiều luôn. Cây đây cả nhà. Nè, ha, rất là đẹp nha cả nhà. Rồi em đo chiều cao nha. Đây nút nụ lô này thì khỏi phải chê rồi. 1 gang, 2 gang tay của em thì tầm 40 đi lên nha cả nhà. Tán rất là tròn luôn nha. Củ nè, đây có hình thú nữa nha. Hình thú ha. Rồi củ nở. Đây, củ nở. Đây, củ nở nè cả nhà. Đó. Chê rồi ha, củ nở. Rồi đây. Đây là cái này là cái đến đó, trời đế nôm, biết đế gì nữa mà rất là đẹp luôn ha. Đó, rồi xuống hàng đi mọi người ơi. Rồi đây giá này là 220, em giảm còn 190 nha cả nhà. Đó, đây em sẽ quay lại cho chúng ta cùng xem đây. Đó, nhờ sự ủng hộ của quý cô chú anh chị mà vườn em hôm nay nó đồ trống rồi nè. Đó ha. Đó thì hàng bên vườn em về chuẩn bị nhập mới, hàng mới rất là đẹp không luôn nha. Đó, đây. Đây cả nhà, nhìn nè, cái cành cốt nè, cái cây này cái cốt và cái củ nó rất là to luôn ha. Nó giá thì chỉ có 190.000 một cây thôi cả nhà. Nè cái củ này cả nhà. Và cái cốt nè, cái cốt nó lớn hơn ngón tay tỏi em luôn ha. Đấy, còn bông nụ hoa thì quá trời luôn. Đó, để nôm nè. Đó, để nôm ha, đủ kiểu hết nha cả nhà. Tán tròn lắm, tán rất là đẹp nè. Cái lô này thì không có uống thân giữa nha, em chỉ dựng ngọn về chúng ta tự uống nha cả nhà. Nó cái này là của nói chung là của hai ông cụ cũng lớn tuổi cho nên là người ta cũng chưa có vô dây chỉnh sửa, về thì mình thích chỉnh sửa như thế nào thì mình chỉnh ha. Đế thì đủ kiểu như thế này nha. Nó giá thì có 190.000 một cây thôi nha cả nhà. Nếu lấy 4 cây thì bên em bao ship và 10 cây thì bên em sẽ tặng 1 nha. Đó, hàng rất là đẹp, hàng chuẩn luôn cả nhà. Đó đây ha. À và thêm ở bên đây thì em cũng muốn giới thiệu thêm với chúng ta một cái loại. Ủa cái bông đây rồi. Mới thấy cái cây bông đi. Rồi đưa đây, đưa đây. Đây cả nhà. Đây cái là cúc tân châu đây nè ha. Trời ơi cả nhà nhìn nè. Nó cái cây này thì vô tình là em tưới em để rụng quá cho nên là nó ra bông quá trời luôn cả nhà. Đó, bông rất là đẹp. Thì hôm nay em lại có một cái chương trình trơn phát hàng. Đó, bây giờ là cái lô này là 100 em giảm còn có 70.000. Đó, cây này nè ha. Trời ơi, cũng đang tạo mầm hoa rất là nhiều quá cả nhà. Đang tạo mầm hoa rất là nhiều luôn nha. Đó, đây. Đây nè cả nhà, nhìn nè. Đó ha, đó, đây tạo mầm hoa rất là nhiều. Giá thì có 70.000 một cây luôn cả nhà. 70.000 một cây, Tết nay là cho hoa rồi nha. 70.000 thôi. Thì nếu chúng ta lấy 5 cây thì bên em sẽ bao ship cả nhà. Nhìn nụ nè. Trời ơi. Đó, 5 cây bao ship, 10 cây tặng 1 nha. Rồi, đặt hàng bên đây là cái hàng Thủ Đức xả hàng nữa nè. Thủ Đức xả hàng loại này thì 150 cây cả nhà. Lô này thì cốt đẹp nha. 4 mùa rồi nhưng mà là do xả hàng hơi, nụ nè, rồi cốt nè, đó rất là to. Rồi loại này thì giá có 150 cây cả nhà. Nếu chúng ta lấy 5 cây thì bên em sẽ bao ship nha, 10 cây thì tặng 1 luôn. Đó, và bên em rất là nhiều loại nữa, rất là đẹp luôn cả nhà. Nếu mà thích loại nào thì xin hãy alo nha. Cái này là cúc thọ hương ha. Đó, ai thích loại nào thì cứ alo bên vườn mai nhà em nha cả nhà. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi ạ.